À, kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2022. Dạ, Coloman đang lại là quay trở lại thành phố biển xinh đẹp Phan Thiết. Chắc quý vị các bạn vẫn còn nhớ là trong cái đợt cách đây khoảng 1-2 tuần, khoảng 10 ngày thôi thì mình đã từng đến Phan Thiết và mình đã đi vào khảo sát cái địa điểm này. Đây là Sentara Mirage Resort Phan Thiết, Mũi Né. Thì hôm nay mình quay trở lại và tranh thủ để đưa với gia đình, để đưa gia đình mình đi ra đi nghỉ ngơi trước khi mà bước vào một cái project, một cái dự án vô cùng lớn, đó là chuyến đi nhớ đời, The Journey, vào giữa tháng 5 này. Và chắc là bà con cô bác mà đã quan tâm đến Coloman gia đình, chắc bà con cô bác cũng biết rồi là sư phụ bà xã mình đang cũng trong tháng 5 này thì cũng chưa biết ngày nào sẽ có một chú bé, chú út ra đời. Thành ra mình cũng tranh thủ thôi, bây giờ trong cái dịp lễ này trước 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì mình tranh thủ để mình đưa bà xã với lại mấy đứa nhỏ đi nghỉ mấy ít bữa rồi lại tiếp tục chiến đấu. Và cũng trong cái đợt này luôn thì mình cũng thực hiện luôn chương trình Tiếng Rao 4.0 tại Phan Thiết vào 16 giờ chiều ngày 29 tháng 4. Ở cái video này là ngày 27 tháng 4. Và mình sẽ thực hiện cái chương trình Tiếng Rao 4.0 để giúp cho dì Tư Dần, hai chị em dì Tư Dần bán chè ở tại chợ Phan Thiết vào 16 giờ chiều ngày 29 tháng 4 năm 2022. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta vào thấy. Đến đây mới thấy ở đây là lần đầu tiên, bữa vô khảo sát ở đây nó đẹp lắm mà không có thời gian quay. Cho nên bữa nay mới có dịp vô đây ở rồi mới có dịp đi quay. Quay cho bà con bác xem rồi cái resort này nó mới mà nó đẹp kinh khủng. Mình đẹp nó giống như ở địa Trung Hải đó, chứ không phải đẹp cái đẹp mà nó bình thường đâu nha. Xin chào anh Điền. Rồi dạ. Em là Phúc, giám đốc dịch vụ khách hàng tại Sentara Mirage Mũi Né, và đây là bạn Trí. Rồi, chào Trí. Rồi. Chào mừng anh đến với lại khu nghỉ dưỡng của tụi em ha. Ừ. Dạ, em mời anh ạ. Ủa nhà anh tới chưa vậy? Mà xã anh vô chưa hả? Dạ, nhà anh đã đến ở trong đó trước rồi. Rồi, rồi, dạ. Okay, rồi. Dạ. Không, anh tới hôm trước anh khảo sát cho cái chương trình đó, anh thích quá anh mới hôm nay anh mới nói thôi book cho cả nhà đi. Ừ, cả nhà đi tranh thủ, nhưng mà sợ 30 tháng 4 với 1 tháng 5 thì đông quá, cho nên tranh thủ đi từ ngày 27, từ ngày 27, 28, 29, 30 về. Dạ, cả nhà mình đã ngồi đây sẵn rồi ạ. Hello. Hello. Phố Lê. How are you? Ok. Giờ lên phòng chưa? Trời. Hay đi tắm? Hả? Không chờ lấy phòng nữa lắm hả? Ủa, hồi nãy uống nước chưa mẹ? Uống rồi hả? Ok. Nước này, Thanh Long. Đúng rồi, Phan Thiết là xứ của Thanh Long mà, trời ơi. Thì anh, chào khán giả con. Kính chào quý vị khán giả. Dạ, còn đây là Nga Sò Chua. Cũng trốn đi nữa, cũng trốn đi bằng được. Xứ sở của Thanh Long. Ủa, có phòng chưa hả? Dạ, phòng mình đã có rồi ạ. Bây giờ nếu mà mình muốn về phòng thì em sẽ hướng dẫn mình về phòng luôn nha anh ha. Ok rồi, đi một vòng ha. Dạ, trước khi về phòng đi một vòng nha. Dạ, được. Tại vì hôm trước anh ra thì anh đi một vòng rồi, mấy người này chưa đi, cho mấy chị đi xem. Hồ bơi là khu trò chơi game rồi, cho con nít đồ đã lắm. Dạ. Ê, ok. Rồi thôi, anh nhờ Phúc chút xíu nha, anh gắn cho Phúc cái micro, cái gì Phúc giới thiệu cho bà con cô bác khán giả. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ rồi. Em mời cả nhà mình ra xe ạ. Rồi, mình ra xe, mình đi một vòng rồi mình về nhận phòng nha các bạn. Ok. Đoàn mình mà ai ở phòng với anh Điền thì mình lên đây luôn. Đúng rồi, ai ở phòng anh Điền lên đây. Dạ. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra khu vực trung tâm. Đây là khu vực công viên nước, là khu vực trung tâm của bên em. Ừ. Ha.
mình đi đi ra cái chỗ gì hôm bữa đấy, hồ bơi vô cực vậy đó. Dạ, đây là khu vực công viên nước, là khu vực trung tâm của bên mình. Này, đi vòng rồi về khách sạn, về phòng chứ anh lộn. Dạ. Đây, số phòng của anh. Ở đầu kia là mọi người thấy là làng chài Mũi Né đó. Dạ. Ở phía trước là làng chài Mũi Né. Dạ. Và bên trái là đó là những cái ngôi nhà trên đó, nhìn đẹp không? Dạ. Đây là những cái ngôi nhà mình xây dựng theo kiến trúc của Tây Ban Nha. Đấy, tôi nói địa Trung Hải mà không tin thấy chưa, tôi nghi lắm. Theo chuyện ở đây đó là ngày xưa những cái vị thủy thủ người Tây Ban Nha đến đây và người ta thấy ở đây rất là đẹp, do đó người ta đã dừng chân ở đây và người ta trải nghiệm cái cuộc sống ở tại Mũi Né. Lát nữa mọi người sẽ đến là mọi người sẽ thấy cái con thuyền trung tâm. Thì con thuyền trung tâm đó là một trong những cái biểu tượng của Santara Mirage. Dạ. Ồ, có con thuyền á. Dạ. Sao nãy đứng dưới không nhìn thấy ta. Bây giờ đoàn của mình sẽ đi thăm con thuyền trước. Và sau đó là các bạn sẽ hướng dẫn mình để đi đến cái khu vực trung tâm của khu nghỉ dưỡng. Ở đó là vừa có nhà hàng chính, vừa có cái khu vực e-zone. Ở đó là có tất cả các trò chơi cho các bạn nhỏ luôn. Rồi lại có thêm và gia đình mình có thêm một cái quyền được sử dụng Family Lounge. Đây là khu vực riêng dành cho các khu khách VIP. Và em xin mời gia đình mình sử dụng cái các dịch vụ ở đó để trải nghiệm ha. Đây là cái con thuyền, đây là cái khu vực hồ bơi trung tâm của mình ha. Anh dừng xíu. Con thuyền kìa. Dạ. Đó, đây là cái con thuyền của mình. Ở khu vực hồ bơi á, thì mình có 3 khu vực. Khu vực ở dưới xíu, này. Dừng xíu. Là khu vực dưới này là khu vực dành cho các em nhỏ. Đó, trời đẹp quá trời đẹp kìa. À, đây có con thuyền luôn kìa. Dạ, đúng rồi. Đây là khu vực hồ bơi dành cho các bạn nhỏ. Đây là khu vực công viên nước dành cho các bạn nhỏ. Rồi, thì di chuyển tiếp nào. Dạ. Ở trên đó là có khu vực sông Lười nữa. Nó có dòng sông Lười nữa. Và ở trên cao á là cái hồ bơi vô cực, mà em thấy hồ bơi vô cực là đẹp nhất. Tại vì đúng rồi, hôm bữa em dắt anh ra đó trước đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok, lắp mình quay lại trên đó. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi ha. Rồi, mình đi tiếp. Lát nữa không biết là gia đình mình có muốn đến cái hồ bơi vô cực đó không ạ? Có. Dạ. Đẹp lắm. Dạ. Đẹp. Hồ bơi đó đang chuẩn bị cho game của chuyến đi nhớ đời đó, The Journey. Hồ bơi. Đứng ngay hồ bơi đó nhìn ra là nó giống như là nó liền với biển luôn đó. Cảm giác vậy luôn đó. Đó, đây là cái khu vực các villa để cho khách ở nè. Super đẹp. Ở đây bao nhiêu căn á thầy em? Tổng cộng là trên 600 căn và tổng cộng số phòng á là cũng gần 1000 phòng anh ạ. 600 căn villa hả? Đây là Mũi Né. Làng chài Mũi Né. Dạ đúng rồi. Đẹp lắm. Gần 600 căn. Dạ, khoảng hơn 600. Hơn 600 căn. Dạ. Là khoảng hơn 1000 phòng. Dạ đúng rồi. Toàn villa không hả? Không, đâu có khách sạn đúng không? Đâu dạ, có... hầu hết các căn là villa đúng. Một phòng ngủ, hai phòng ngủ, ba phòng ngủ ạ. Lớn nhất là ba phòng ngủ. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình đang trên đường để về cái khu vực là e-zone. Mình sẽ đi e-zone trước ha. Rồi. Đó, ở đây là có một cái khu. Nhưng mà khu này chưa khai thác. Khu này là chưa khai thác ạ. Dạ. Đang hy vọng là sẽ được khai thác. Dạ. Sẽ khai thác cho chuyến đi nhớ đời, The Journey. Cái này là đúng chuẩn luôn rồi đó. Không, chơi mấy game thể lực. Santara Mirage. Mirage Mũi Né hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Xuống coi chút nè.
Cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình sẽ vô ở trong trước anh ha. À, okay. Cái khu này sau. Đấy. Ôi, cảm ơn. Xin mời cảm cả nhà. Ồ, oh, wow. Bên kia có bowling nữa kìa con. Ừ, không biết chơi. Dạ. Có pizza là bánh bàn nè, có cho chơi lái xe nè. Đánh bổ. Aliens. Đó, rồi chơi lái xe các kiểu kìa đó. Được không? Ok. Cho mấy bé ở đây khoái chơi trò chơi ở đây anh ha. Rồi ta đi tiếp nào mấy đứa ơi, nhanh lên đi, đi nhân mình phòng. Đi lên trên lầu anh ha. Ừ. Đây có karaoke luôn nha, tối là karaoke được luôn nha. Ồ, nhìn từ đây ra cái view kia đẹp chưa? Ồ, đấy bà con đó, trên đường đi thôi nhìn ra ba cái khung cửa ở đây, nhà cái họ thiết kế rất là thông minh ha. Lúc nào cũng nhìn thấy cảnh quan bên ngoài hết. À, trên đây còn game nữa. Dạ, đây. Ở đây có thêm một cái gaming center trên đây nữa. Em nghĩ là các bạn sẽ thích cái trò chơi oh my god, xe. Oh my god, ok. Con thích chơi bắn cá không? Yeah. Con vô chơi thử đi. Con vô chơi thử. Con vô chơi thử đi con. Dạ thôi. Con sợ không? Dạ em. Nè thơ tao ném ra được không? Con sợ không? Dạ em sợ. Con có sợ không? Ồ. Con có sợ không? Dạ không. Vui lắm. Vui lắm. Trời ơi. Con biết chơi. Wow. Ê chơi cá nè, con câu cá nè, vui lắm nè. Bắn cá trò này vui nè con nè. Nè nè. Vô. Thấy quý vị bạn thân mến mình thấy thật sự ở chỗ này rất là thông minh. Tại vì cái hầu hết các resort mà chúng ta đi á thì có bãi biển nè, có bãi tắm nè, có spa rồi cho người lớn hết. Nhưng mà cuối cùng cái một cái khu do nít thì ít ai chú ý. Mình thấy cái điểm một cái điểm mà rất là thông minh ở Santara Mirage Mũi Né này đó là họ tổ chức nó như một khu riêng biệt cho nít. Mà nhiều khi nít thì chỉ thích cái gì thôi, tắm rồi xong rồi lên đây chơi mấy cái này thôi. Ở đây còn có cái trò chơi nhảy theo nhạc nữa nè. Rồi rồi thôi cô, đừng đi chơi game. Rồi còn nhiều thời gian để vô đây lắm, đừng có lo. Rồi ngoài ra thì bên mình còn có phòng karaoke nữa. Đó, đây có phòng karaoke luôn. Dạ đây. Em mở nào lên thế nào, em mở thử. Vậy chứ mà chắc lễ này chắc cũng full phòng hết rồi ha em ha. Dạ, lễ này thì bên mình full phòng luôn rồi ạ. À. Trời ơi. Dạ. Hơn 1000 phòng mà full phòng luôn. Cho nên mình đi trước lễ là vậy. Mà trước lễ cũng không có phòng luôn nữa. Đấy, đó. Dạ. Đèn quay. Phòng karaoke này là mình có tổng cộng 3 phòng. À, mình có thể đặt trước ạ. Là giá của một giờ là 520.000. Giá một giờ 520.000 hả? Dạ. Ồ, quá được. Khó hả? Đợi em đi. Vậy chưa tối mà nhanh tối nhanh xuống nhìn nó lãng mạn lắm nha. Chứ không phải giỡn đâu nha. Tội gàng ghế, êm chưa? Wow. À, rồi. Chụp hình cái view cũng đẹp lắm anh. À, ra đây xem cái view cũng ác liệt lắm này. Dạ. Ở đây có cái phòng khác nữa nè. Trời ơi. Ồ. Đây, view này cũng rất là đẹp. À. Ồ, cái góc này cũng đẹp quá trời. Dạ. Đó là cái khu vực hồ bơi và cái khu vực Punta. Ở đây mình có thể thấy được. Nếu mà trường hợp như mà đoàn mình muốn ăn ở ngoài trời, em nghĩ là cái khu vực này rất là phù hợp này. Barbecue ngoài trời là cái khu vực này rất là phù hợp. Khu vực trước mặt này đúng không? Đúng rồi. Ở đây là nhà hàng chính của bên em. À. Dạ. Đó là nhà hàng chính.
còn ở bên này nữa là bên em có cái Kids Club cho các bạn nhỏ. À, Kids Club. Kids Club, dạ. À. Nhìn về ai biết ở đang là mình đang ở Việt Nam. Thôi lên phòng nè, trời ơi bắt đầu vô ma trận game rồi. Dạ. Trời ơi, từ người lớn tới trẻ nha, từ người lớn tới trẻ em kìa. Trời ơi, quá dữ luôn. Thôi sao đi xuống nhận phòng nè mấy đứa ơi, đi về nhận phòng mà lên. Rồi, go. Trời ơi, ngoài chờ muốn khét luôn. Rồi, hôm qua ngó cái bowling chút đi, đó cho đủ chỗ đủ là chơi hết rồi mấy mốt. Đó, nãy cuối cùng đâu chờ em nha. Không, vô coi đi, rồi mốt là lát là ghiền nữa. Chỗ nào cũng không coi hết, nhưng mà lát nữa cái vô dành chơi. Rồi, em mời cả nhà mình vào khu vực bowling nè. Đó. Thử đi. Ừ. Rồi, mở bốn làm kìa, rồi, ok. Đó, tự động nó rút lên kìa, đó, nó rút trái kìa, rồi bắt đầu thử nha. Là miễn phí luôn à? Thì bình thường là khách là bao nhiêu? Nè. À chứ được rồi nè. Khách là 100.000 một ván. 500.000 một giờ. Wow. Sao không? Trời ơi, vậy mà lòng cho rửa được. Hay quá là luôn. Từ. Khiêng cái bánh ngọn nổi nè. Ở đây là chơi rồi thôi lên đi. À điền ở đây một giờ là 100.000. À một giờ 100.000 hả? Một ván 100.000, một giờ 500.000, mà đối với gia đình anh là bên em offer miễn phí luôn. Ôi dạ, trời ơi. Sung sướng chưa? Dạ. Vậy tranh thủ mai chơi nha. Dạ. Bây giờ enjoy. Dạ. Bây giờ là đây là cái nhà hàng chính. À, bây rồi. Giờ ở đây là mình chỉ cần đi bộ thôi, mình không cần đi xe đâu mọi người. Tại vì bây giờ quay nếu mà trường hợp mọi người mệt á thì bên em có lounge. Đây là giờ trà chiều cho nên mọi người có thể vào lounge để mình nghỉ ngơi một xíu rồi lát nữa mình đi tham quan tiếp nếu mà trường hợp mọi người mệt ha. Dạ, đây là nhà hàng chính của bên em, đây là nhà hàng Mundo. Dạ. Mundo. Em mời cả nhà mình. Ê, nguyên nhà mình lên đứng ở đây chụp đẹp nè. Dạ. Đây nè, chỗ này chụp hình hơi xíu đẹp nè. Lên chùm tấm kỷ niệm đi, trời ơi. Kỷ niệm trước khi có cu cọp đi. Đến đây hỗ trợ chị. Dạ rồi, mình vô nhà hàng ha mọi người. Ở đây luôn hả em? Đây là nhà hàng chính hả? Đây là nhà hàng chính, buổi sáng là mình ăn sáng ở đây. Và buổi tối rồi cũng có đồ ăn cũng ở đây, ăn tối đây luôn. Dạ. Đây là on day dining thì xe người ta sẽ chở. Dạ, đây là nhà hàng Mundo. 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 Dạ. Gia đình mình có thể là chọn ăn sáng ở đây hoặc là muốn riêng tư thì bên mình có family. Buổi sáng chắc chắn ở đây mát. Dạ, tại vì rồi. Buổi đây chiều hoàng hôn đúng không? Dạ. Nắng chiều. Xin mời mọi người. Đã quá. Xó sáng mai mình ăn sáng đây nè nha tụi con. Em nghĩ là ngày mai mình nên ăn sáng ở Familia Lounge. À Familia Lounge. Dạ, sao? Thì okay. Nó sẽ riêng tư hơn. Dạ. Ở đây thì nó đông khách hơn. Đây là chính mà. Dạ. Ở đây tất cả các khách đều về đây. Dạ. Kệ mai xuống đây quay review buffet đây đi. Dạ trời được. Ơi, chắc chắn. Dạ được. Rồi thôi đi ra hồ bơi nè, đi ra coi hồ bơi vô cực nè, lại lên. Thôi đi ngày mai còn ở đây lâu lắm. Ê. Mấy bé có vẻ khoái anh ha. Trời ơi, khoái lắm em sao. Mê chết. À cái em nói cái family lounge ở đây hả? Đúng rồi. Phòng mình sẽ có benefit ăn sáng ở đây. Oh. Dùng ăn trưa nhẹ ở đây. Ăn trà chiều ở đây. Oh. Và bữa tối mình cũng có ở đây luôn. Tất cả thông tin về giờ là nó nằm ở trong này rồi lát em sẽ gửi cho anh. Rồi. Để anh khai thác hết tất cả những cái dịch vụ ở trong khu nghỉ dưỡng của em để anh trải nghiệm ha. Rồi. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Quá chu đáo quý vị khán giả. Kính thưa quý vị khán giả. Đó, kìa hồ vô cực kìa thấy hồ chưa? Hai đứa ở đây ba chụp cho tấm hình đứng đây nè, đẹp nè. Chụp không? Dạ. Hai.
bây giờ mình muốn về phòng hay là như thế nào anh? Thôi về phòng đi. Dạ về phòng. Về phòng rồi quay cái phòng cái. Dạ rồi. Ok. Em mời cả nhà mình về phòng ạ. Rồi thôi về phòng. Về phòng rồi thay đồ đi bơi hen. Rồi. Cho chị xin cái tâm kỳ cái em. Cho chị xin một cái tâm kỳ. Đẹp quá đẹp. Ờ bây giờ em xin phép đưa anh chị ra phòng. Rồi xin phép cả nhà mình đi ha. So beautiful. Có nhiều. Sang năm là có thay gờ ra đây bơi được rồi ha. Dễ thương quá à, mấy cái căn dễ thương. Đẹp quá ha, cái căn nhìn. Có hàng hoa giấy kia. Mái ngói. Công nhận đây thiết kế đẹp đỉnh thiệt chứ. Ở đây là cái mô típ của mình là family, gia đình. Cho nên là nó xây kiểu giống như cái kiến trúc gia đình nên mình cảm thấy rất là ấm áp ạ. Hay không? Xây nhà mình giống vậy luôn. Phun hết rồi đó mẹ, thấy phun phòng hết rồi đó. Rồi. Ghê chưa? Quá dữ. Ừ. Hơn 600 villa, một hơn 1000 phòng mà full hết rồi. Lễ là không có phòng luôn á. Dạ. Bình thường nếu mà khách đặt ở thì em thường khuyên khách nên ở vào những cái trong tuần. Như vậy thì nó đỡ đông hơn và tụi em chăm sóc. Hay đi kiểu nghỉ dưỡng hay dạ. Đi trong tuần. Em biết bao nhiêu ngàn, em biết bao nhiêu nhân viên đây không mẹ? Bao nhiêu ạ? 2000 nhân viên. Nếu mà theo danh sách là 2000 nhân viên đó ạ. Nếu mà hiện tại bây giờ thì tụi em đang có tổng cộng là khoảng cỡ hơn 800 nhân viên. Ừ. Dạ. Nhưng mà là chỉ tập trung những ngày lễ này kia cao điểm thôi chứ những ngày thường thì cũng bao nhiêu đó không hay là dạ, cũng phải giảm bớt cũng chừng đó. Ủa gì hả? Trường hợp mà đông hoặc quá tải thì thông thường tụi em hay tăng cường thêm bên ngoài. Tăng cường thêm bên ngoài. Dạ. Vậy là cơ hữu là 2000 á. Dạ. Nội mà trả lương không cũng đủ mà xỉu. À đây có waterfall đây. Dining lounge nữa phải không? Có khu vực này mình nhìn cái hồ bơi mình nó đẹp. À dòng sông lười này nha. Dạ sông lười đó ạ. Ồ wow, có hồ sông lười. Ở đây như một cái waterpark mini ha. À waterpark. Ngồi mình tới phòng luôn. Ôi đấy, phòng nãy chưa. Phòng của mình đó là đi ra ngoài chỗ chơi nó rất là tiện luôn. Trường hợp mà mình muốn đi lên nhà hàng thì mình có thể đi bộ lên cái chỗ cái bậc tam cấp đó cũng tới nhà hàng được luôn. Dạ. Rồi em mời anh chị. Rồi. Đó, giờ đi bên ngoài là thấy mê rồi đó, vô bên trong hồi hộp chứ biết. Tụi mình ở gần nhau hết mà, phải không? Dạ em mời cả nhà. Mẹ đâu, chắc mẹ coi chơi. Nói mẹ đi coi cẩn thận nha. Congratulations. Hành lý của mình đã được dọn về nhà rồi. Dạ. Đây là khu vực phòng khách của mình ha. Và các bạn nhỏ thì em nghĩ các bạn sẽ thích cái phòng này. Dạ các bạn nhỏ kìa, thích phòng nào vô dòm nha. Các con ơi. Đây 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 đây. Đây, đây là phòng của các con. Trời ơi, chưa gì hết vô chơi kìa. Rồi con kéo nè, Thùy Anh con kéo cái rèm ra nhìn cái view ngoài kia đẹp lắm. Đó, thôi cho anh kéo cái rèm bên đây con. Đó, có cái bộ bàn ghế ngồi chill chưa? Wow, dễ thương quá. Ôi, thôi phòng này của ba mẹ nha. Dạ. Phòng này của ba mẹ, vô, no. No, no. Ba leo với mẹ leo hết nổi nha ba. Cái này đâu leo được, nít mới leo chứ người lớn sao leo nổi. Cái gì vậy ba? Thôi. Thôi bỏ đi. Rồi đi coi tiếp đi, mới một phòng ngủ à. Dạ. Phòng ngủ lận. Phòng mình tổng cộng là có 3 phòng ngủ. Đây là phòng đầu tiên ha. Ôi, phòng nhà vệ sinh nè. Dạ. Cái gì chứ mình luôn luôn là khoái vô phòng về nhà vệ sinh. Gọn gàng mà rất là sạch sẽ, rất đẹp. Ừ, con bé là quá xịn thôi, quá xịn xò thôi. Mở ra khẩu trang chút ngọt quá. Màu sắc nữa. Đây
Rồi, phòng thứ hai. Đây là phòng tiếp theo. Một phòng ngủ. Rồi, một phòng ngủ. Dạ. Trời, cái giường bự. Giường này ba người ngủ được đó. Đúng rồi. Đúng không? Không, phải kéo ra. Ở đâu cũng có view hết á. Dạ. Tùy chỗ. Rồi, chưa. Vẫn đẹp như thường. Cây không đẹp rồi. Chọn, ừ, cây nào không đẹp. Rồi em mời cả nhà mình lên phòng này chắc master. Chắc cho chú Khánh với lại cô vợ. Rồi, master. Phòng master lên lầu. Phòng master là ở trên lầu mọi người. Trời, cái quầy bar gọn gàng dễ thương quá, không có chiếm diện tích nữa ha. Dạ. Ở đấy là mình cũng có set up sẵn một số nước lọc ha. Nước này là hoàn toàn miễn phí cho gia đình mình. À, nước này. Dạ. À, đây. Trà và cà phê ở đây. Dạ. Quá tươm tất. Đây, Centra Mirage. Chai thủy tinh nha, hơi bị hay nha. Bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường. Dạ. Đó, còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Ở này mở sao? Hỉ. Ba mạnh tay lên được. Tay bạn yếu à? Đúng rồi. Được không ạ? Dạ. Em có thể... em mở giùm sao? Ủa? Đó. Nó có mở nhẹ nhàng á. Sợ, sợ bệnh. Không, không, nói chung là khác nhau thấy rõ. Bên 60 bên 30 nó khác. Kiểu vậy. Thôi lên coi master đi. Con to rồi. Đẹp không con? Dạ, cũng được. Dạ, cũng được. Trời ơi. Con này chắc. Rồi em mời mọi người. Này chắc tương lai, chắc đợi, không biết bán mấy con ở cái gì luôn á nha. Trời ơi, dạ cũng được. Rồi con là chắc con thích ở dưới hơn ha, có nhiều trò chơi hơn con ha. Phòng dưới có nhiều trò chơi hơn. Ở phòng này á, là đặc trưng của nó là có thêm cái bát tub nữa à. À, có cái bồn tắm nữa nè, dạ, mẹ thích rồi. Nè. Trời, chị Vân quá, rất thích ngâm bồn. Dạ. Đây có cái bồn tắm luôn nè mẹ. Phòng tắm này xuống. Rồi phòng tắm này của con. Ba mẹ xuống phòng hai con thì con đây. Như vậy, đó, đây bồn tắm đứng. Gọn gàng nhưng mà rất là tương. Thấy không gian nó rất là rộng. Đây. Buổi chiều chiều mà hai vợ chồng có thể ngồi đây. Hai anh chị có thể ngồi đây. Ồ. Uống trà ngắm cảnh. Trời ơi, view kìa, mẹ ơi. Thế là ba lại đổi ý chữ lên đây. Đâu có, ba ở đây mà. Mẹ ba ghẹo con đó. Nghĩ xem ba ở phòng đó. Ủa, hắn ba ở phòng dưới. Ở cái phòng kế bên. Wow. Đã quá Dân Anh. Này Dân Anh, Dân Anh đứng sau ba thì chụp tấm hình đi con. Đi, đi, đi. Đó. Mẹ đang ngồi ba. Con ngồi ở đây. Mệt không chị? Chị có muốn dùng nước không? Không biết bao nhiêu là có thời gian đâu mà được hưởng thụ vậy hề. Cứ dạ. ở đây từng tuần xong cái. Dạ. Xong cái mỗi chiều ra đây ngồi uống cà phê ngắm cảnh, buổi sáng ngắm cảnh, trời trời sung sướng mà con bác thân mến. Ai. Mình cũng đi nhiều rồi ha, mình cũng hay chia sẻ cho quý khán giả những cái nơi mà mình đi qua, và đặc biệt là những cái nơi mà khách sạn, resort nào mà hay hay mình hay chia sẻ với bà con cô bác. Để bà con bác có thông tin, nhiều khi mình có nhu cầu đi du lịch nè, mình có nhu cầu đi nghỉ dưỡng này, hay là tổ chức sự kiện với công ty vân vân thì mình nghĩ Centra Mirage này, Mũi Né này rất là mới và rất là phù hợp luôn. Mình lần đầu tiên mình lưu trú ở đây nhưng mà chưa ở qua một đêm nào, nhưng mà mới rồi cái cảm giác đầu tiên, ấn tượng đầu tiên là đã thấy quá phê rồi đó. Rồi, cảm ơn Phúc nghe. Dạ, em cảm ơn anh, welcome anh và gia đình. Cái cô này giám đốc dịch vụ khách hàng, hàng kia cô nói đâu ra đó hay ơi là hay. Dạ. Mà nhìn bình dân dễ sợ luôn. Tụi em người thì... Đà Nẵng hả? Dạ, em người Đà Nẵng. Trời, nói đại cái đúng luôn. Dạ. Em rất là vui khi gia đình anh và anh Điền và gia đình đến để trải nghiệm cái dịch vụ ở tại bên em. Dạ. Dạ. Nghĩ sao anh cảm thấy vui là tụi em vui rồi. Quá đã. Dạ. Và cũng xin được hân hạnh thông báo với quý khán giả là chương trình Chuyến Đi Nhớ Đời The Journey chặng đầu tiên tại Phan Thiết thì sẽ
rất hân hạnh là được đồng hành cùng với Centara Mirage Mũi Né để thực hiện một số cái game ở đây, một số cái thử thách ở đây với cái trong một cái khung cảnh phải nói là trên cả tuyệt vời, và hứa hẹn sẽ rất nhiều điều thú vị đang chờ đón quý vị các bạn trong show The Journey, chuyến đi nhớ đời, là show truyền hình thực tế có thể nói là lớn nhất của năm 2022, được phát sóng trên HTV7 và trên các hệ thống kênh YouTube và Facebook của Điền Quân Network.